Kinh Quang Lan Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay mình bán hàng trở lại các chú ơi. Thì hôm nay mưa bão quá. Mưa bão quá trời luôn rồi. Bão số 4 mới qua và chuẩn bị bão số 5 nữa rồi. Thì hôm nay mình bán hàng trở lại nha. Cả nhà mình ai ủng hộ được cái nào ủng hộ mình xin chân thành cảm ơn trước. Đó, thì hôm nay mình cũng bán với cái giá là bao ship toàn quốc, ship hàng toàn quốc cho cả nhà mình luôn. Đó, những hàng thuần mình trồng đều ra rễ ổn định và mình trồng trên những cái chậu hoàn chỉnh cho các chú anh chị mình hết luôn nha. Đó, về mình treo lên 100 thôi, hoàn chỉnh bằng vỏ thông rồi hết luôn. Đó, xử lý sạch sẽ cho nha, vỏ thông là xử lý sạch sẽ hết chứ không có phải để lên trồng như gì là nó nấm mốc hết. Thì cái giá mình bán là mình cũng bao cước vận chuyển toàn quốc luôn, ship hàng toàn quốc cho cả nhà mình nha. Đóng hàng rất là kỹ. Đó, mình đóng cái giá thể này nè. Đóng cái giá thể này nó không rớt ra ngoài luôn. Đó, về mình cố định bằng dây rút vô thành thùng, về cả nhà mình nhớ cắt dây rút trước khi lấy cây ra. Để tránh trường hợp quên nắm cây mình dở lên nó vướng cái dây rút cố định lại nó gãy. Còn mình đóng mà mình cột bằng cái dây ni lông hay bằng dây kẽm gì nó bịt lỗ chứ, bịt lỗ thùng mà nó rớt cây ra chứ. Chỉ có dây rút là mình rút xong mình dán bằng keo lại là nó chắc chắn luôn. Đó, thì sau đây mình cũng xin vô chi tiết các hình, không để cho cả nhà mình chờ lâu. Đó, thì ở đây vô hình số 1 nè, Hài Văn Nam. Hài Văn Nam thì hiện tại bây giờ nó cũng không có hàng cả nhà, cái này cây lớn nha. Đó, thì ai chốt được chốt, 150k bao ship cho hình số 1. Hình số 2 cũng là Hài Văn Nam. Đó, tuy nhiên cái này thì cây này lớn nè, còn mấy cây này thì nó nhỏ hơn. Đó, 150k bao ship thì được nhiều cây hơn. Ai thích nhiều cây thì vô chốt này. Thì nói chung này giờ nó không có hàng nữa. Hình số 2, 150k bao ship. Hình số 3 là cái gâu hùm. Đó, gâu hùm bữa nay lên đọt đẹp không? Đó, thằng này giờ nữa cái đọt nó lên vậy nè. Đó, nó nói tiếp nó lên hoài vậy đó. Cực kỳ đẹp luôn. Thì cái bông nó thì cũng bắt nguồn từ trong cái kẻ lá chỗ đọt này đi lên. Đó. Bông nó to lắm, đẹp. Cả nhà mình chịu khó vô Google search cho mình nha. Đó, gâu hùm 130k bao ship thì cái này nó nặng lắm. Nó nặng chịch luôn á. Cái này là thì quên nói với cả nhà mình nữa, tất cả các đơn hàng cả nhà mình chốt ngày hôm nay nó thì mình bán hàng cho ngày mai. Đó, tất cả các đơn hàng cả nhà mình chốt thì thứ hai mình cắt nước, thứ hai mình gửi cây cho cả nhà mình nha. Chứ nước chậm chỉnh vậy nè, mưa bão nước chậm chỉnh là không có gửi được. Đó, gửi là hư cây hết. Mình ngày mai rồi mình sẽ quạt đồ cho nó khô hết. Đó. Quạt đồ cho nó khô ráo hết mình mới gửi nhà hàng cho cả nhà mình được, cho nên thứ hai mình gửi là cho nó chắc ăn nha. Cho nó ráo cây đồ chắc ăn cho nó không bị thối. Chứ để thôi mà nó ướt là nó thối hết. Đó, hình số 3 là gâu hùm. Đó, cả nhà mình vô YouTube á, mình gõ gâu hùm là nó ra. Đó, 130k bao ship. Cho rễ thì cả nhà mình khỏi lo luôn, rễ trắng phiếu hết trơn. Ăn tới mặt chậu luôn. Hình số 4 cũng là gâu hùm. Đó, đẹp tuyệt vời chưa? Hằng này dễ trồng dễ chăm lắm. Dục đâu cũng sống trơn á. Hình số 4 130k bao ship. Hình số 5 là cái địa lan tứ thời. Tứ thời thì hoa một năm nó ra bốn mùa nha, hoa thơm và hoa đứng, hoa thơm nha cả nhà. Đó. Rồi hoa phát đơ phát đứng, hoa thơm nha. Đó. 150k bao ship. Cái này là mấy chậu lùm lùm không nghe cả nhà. Về đó, thời gian nữa ha, cái này là mầm gốc lên tua tủa giờ lên nè, thấy không? À. Mầm gốc còn lên tua tủa nữa, cả nhà mình thoải mái nhân giống luôn. Đó, hàng này mới lên chừng dài mầm nữa cả nhà mình tách ra chừng ba thân vô chậu, ba thân vô chậu rồi. Đó, ba thân vô chậu rồi nữa nó lên cái bộ hoa nó phát đứng, nó thơm đẹp, thơm cực kỳ luôn. Đó. 150k bao ship trên số 5. Hình số 6 cũng là tứ thời. Đó, địa lan tứ thời. 150k bao ship. Hình số 7 là cái tiểu hồ điệp gừng. Tiểu hồ điệp gừng thì nó chịu khô cho nên mình ghép gì là nó an toàn luôn. Đó, cả nhà mình về đừng có thêm ghiêu gì vô nha. Đó, rễ thì thôi bám cái ngắt vô đây luôn rồi. Tua tủa hết trơn rồi nha. Đó. 150k bao ship cho hình số 7. Hình số 8 là lan kim tuyến. Đó, lan kim tuyến nha cả nhà. Đó. 180k bao ship lan kim tuyến hình số 7. Đấy, hình số 8, hình số 9 là thanh đạm Indo, thì dòng này mắc tiền cả nhà anh cân nhắc nha. Ai chốt được chốt, này hoa Tết.
Đó, hoa nó sổ xuống như cái màn đó mà thơm lên dữ lắm, thơm. 230k bao ship. Hình số 9. Hình số 10. Báo hỷ. Ghế nè. Đó, ghế nó nâu nâu vậy đó. Báo hỷ hoa Tết, 130k bao ship, hình số 11. Đấy, hình số 10. Trời ơi, lâu lâu bán lại cái lộn rồi cả nhà. Hình số 10 nha, báo hỷ hình số 10, 130k bao ship. Rồi của hình số 11 nè. Đẹp tuyệt vời chưa? Cẩm cù lá xoài hoa màu đỏ. Hiện tại bây giờ cây ở trước nhà đang hoa luôn, cũng cái loại này hoa màu đỏ thơm nha. Đang hoa. Hiện tại giờ trước nhà đang hoa luôn. Ai chưa có những cái dòng hoa lan lan gừng dầu tháng này chưa có hoa thì mình chốt cái dòng này nè. Cuối tháng 9 đầu tháng 10 cho hoa. Đó là trong mùa mình có hoa đều luôn. Cuối tháng 9 đầu 10 hiện tại về cái giò lớn của mình ở đằng trước đang hoa. Đó, giò lớn của mình trước đang hoa, cây đẹp mê ly luôn. Nhà thấy không? Một chậu lùm luôn. Đó, 130k bao ship cho hình số 11. Hình số 12 là một cái chậu dán hương đuôi cáo Cao Bằng. Cây công nhận nó ăn đủ nước rồi, nó nặng chịch cả nha. Ghế nè. Ghế nè, ghế nó ăn xuống dưới đây luôn rồi. À, nó nhú ở trên đây nè. Cây ship đẹp cực kỳ luôn. Đó, cây lớn nha. Cái này mình cố định cái lá lại cái lúc ban đầu mình trồng nên cho nó chắc, cần cho ra rễ nó bám chứ nó không bị gì chứ. Về thời gian nữa cả nhà mình sao tháo mấy cọng dây này ra. Đó, hình số 12 dáng hương đuôi cáo, một cặp. Dáng hương đuôi cáo cây lớn nha. Lá ship đẹp cực kỳ luôn. 230k bao ship. Trừ tiền ship ra còn có 100 mấy à. Rồi hình hình số 12 dáng hương đuôi cáo là hình số 12. Hình số 13. Hình số 13 cũng là dáng hương đuôi cáo. Chậu này thì nó 3 cây. 3 cây ship đẹp luôn. Kích thước luôn. Đó, ship về nha. Ghế thì cả nhà mình khỏi lo, nó ăn xuống giá thể luôn rồi. Ổn định kiểm tra ổn định cho mới bán nha nè, có ghế nó ăn xuống dưới luôn thấy không? Xin dần thấy không? Đó, cây căng bước lá rồi, dòng này thuần lâu lắm chứ không phải mới thuần đâu, mới thuần nó sẽ ship lá rồi luôn. Đó. Mới thuần nó sẽ ship lá rồi luôn, 5-7 tháng sau á là nó mới hồi phục lại, căng lá ra nha. Rồi hình số 13. Dáng hương đuôi cáo, 280k bao ship. 3 cây ship về đẹp luôn. Trồng thuần sẵn về treo lên thôi. Đó. Hình số 14. Hình số 14 là một cái chậu kiều tím miền Trung. Cái này dòng này kiều lùng nha. Đó, kiều lùng ghế khỏi phải lo luôn. Ghế thì ăn cứng cái chậu rồi luôn rồi, khỏi phải lo. 180k bao ship, mầm gốc đang lên luôn. Cái này toàn là thân tơ không đó. Về ngắm hoa đã luôn. Đó, hình số 14, hình số 15 cũng là kiều lùng. Đó, ghế cứng chậu luôn. Đó là ghế rồi nè. Hết biết ghế chưa? 180k bao ship. Trừ tiền ship ra là tính ra ghế đó cả nhà. À, chưa có mình vô mình chốt nha. Trồng hoàn chỉnh gỗ thông hết, tất cả những dòng lan mình trồng hoàn chỉnh gỗ thông. Chậu của mình nhỏ nhất là phi 16 nha. Chậu của mình nhỏ nhất là phi 16. Đó. Hình số 15 cũng là kiều tím miền Trung. 180k bao ship. Hình số 16 mình có một chậu hồng nhạn. Đó, hồng nhạn thì hoa màu hồng phấn, hoa thơm. Đó, cây lớn nha. Đó, cây lớn nha cả nhà, rễ ra tua tủa hết trơn. Đó, rễ ra tua tủa nha, 150k bao ship. Đó, hình số 16. Hình số 17 là đùi gà tròn. Đó, gà hoa Tết. Rễ nè. Rễ thôi khỏi quay cho cả nhà xem mầm gốc lên tua tủa nè. Đó, mầm gốc này còn lên nữa nha, mầm gốc bên đây lớn nè. Cái trắng trắng mình phun chống thối nha, chứ không bị gì hết nha. Tại mưa bão quá phun chống thối. Đó. Về cả nhà mình đùi gà tròn. Về mình treo lên thôi, không thêm cái gì nữa nha. Trồng hoàn chỉnh bằng gỗ thông hết rồi. Hình số 17, đùi gà tròn, 150k bao ship. Đẹp. Hình số 18 cũng đùi gà tròn luôn. Đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Tết ngắm hoa. 150k bao ship. Rễ khỏi mấy bạn nha, mầm gốc đang lên, tua tủa luôn. Giờ hàng này nó nhảy con dữ lắm, về nữa nó nhảy cái thành chậu lùm luôn, cả nhà mình mê chết luôn. Nữa nó nhảy nó mình nó ổn định chút nữa là nó nhảy con, nhìn mê lắm. Chậu lùm luôn. Hình số 18.
150k bao ship, bán đồng giá đi cho cả nhà mình, ai muốn lựa cho nào lựa. Hình số 19 tính ra là trừ tiền ship ăn chậu còn tầm một tháng trăm lẻ. Hình số 19 cũng là đùi gà tròn, đây mầm gốc lớn luôn đó, trắng trắng là vùng chấm thối nào mầm gốc lên nè, thấy ghê hồn chưa. Bên đây chưa đâu, bên đây từ từ nó sẽ lên, đây từ từ cái cây này thắt ngọn cái nó nhảy mầm gốc cho mình thấy. Rễ là khỏi phải lo luôn nha, rễ cứng chậu luôn, 150k bao ship cho hình số 19. Hình số 20 cũng đùi gà tròn, nhìn mầm gốc lên nè, xanh mướt đẹp tuyệt vời chưa đó. Mấy cái thằng này là tết cho hoa nè, tết cho hoa nè, mấy thằng này nè, dòng đùi gà tròn là ví dụ nha, những cái thằng này đi nó có hoa ở khúc này, nhưng trên nguyên cái khúc trên này nó chưa có hoa, lại tết nó sẽ cho hoa, những cái mắt còn lại cho hoa. Cả nhà mình về đừng cắt bỏ nha, đừng có nói thằng già cắt bỏ uổng đó, những thằng cho hoa đó đó. Hình số 20 đùi gà tròn đó, 150k bao ship, rễ nè, rễ cỡ vậy. Hình số 21 là nhất điểm hồng đó, hoa muốn tàn rồi, cục này nguyên bản 130k bao ship, nhất điểm hồng đó. Hình số 21, hình số 22 là cũng là nhất điểm hồng, cái này đẹp tuyệt vời luôn, cái này mầm gốc là muốn lớn luôn rồi nè, giờ còn nhảy mầm đây nha, rễ khỏi phải bàn luôn, rễ rồi bên đây nó ăn cứng xuống dưới đá chậu luôn rồi, tại chậu này trồng lâu rồi, mầm gốc lớn còn ba cái mầm gốc lớn chưa, đây bên đây một mầm, hai mầm, là ba mầm nè, thấy không, ba mầm gốc lớn chưa, nhất điểm hồng bán đồng giá luôn đó, 130k bao ship. Đây, thằng này hoa thôi, chùm hoa thơm. Hình số 22 nhất điểm hồng, 130k bao ship. Hình số 23 là một cây. Hình số 23. Hình số 23 là một cây. Nhìn lá đọt lên là trồng từ cái lá đọt lên từ khúc này nè, nó lên đây nè. Là cả nhà biết trồng lâu rồi đó chứ mới mới đây nè. Cái là nó đâm cái nhánh đọt ra từ đây lên đây nè. Đó, bên đây đậu lên đọt nữa nè, thấy không? Đó. Cái này là môi son rừng đó, cây cao cả mét, môi son rừng nó ra hoa là như cái ngón tay tròn do, như cái thổi son màu đỏ vậy đó đó, rồi đầu nó bung ra một cái nữa đó, đẹp tuyệt vời luôn, môi son rừng nha đó, ai chưa có mình vô sưu tầm, 150k bao ship môi son rừng đó. Cho hình số 23 môi son rừng, hình số 23. Hình số 24 bên bển thì chưa cho khách chốt rồi, chưa bán là khách ta chốt rồi đó, chứ đây cũng vậy, hai chậu đó. Hình số 24 là cái bự áp hoa màu vàng nha, hoa màu vàng, hoa thì vàng lửa chấm đỏ, hiện tại giờ trước cũng đang hoa, để lấy cho cả nhà mình xem luôn, cả nhà mình đợi đi, lấy cho xem luôn. Nó hoa màu vàng lửa chấm đỏ vậy nè cả nhà, tuy nhiên thì hoa nó không có thơm nha cả nhà mình cân nhắc, hoa không thơm. Đây nó đó, thấy chưa, gạt cả nhà mình chi đâu, em ăn chứ sao luôn. Đây cắm cụ lá sồi hoa màu đỏ, đây quay cho cả nhà mình xem đang hoa luôn, thấy cái chậu bự không, chậu này cao 1m mấy à, đó bán là bà chuẩn hoa đồ đàng hoàng cho cả nhà mình. Bên đây là chậu màu hồng nè, tan hoa hết cẩm cụ á. Lan gừng là dòng mùa này ít có loại nào có hoa lắm, ai chưa có thì mình chốt mấy dòng đó về treo trên vườn có hoa, dòng này nó sai hoa lắm, nhìn nè, đó bên đây đang nụ nè, thấy không, đang nụ đó, bời gáp nè, lưỡi chấm đâu đỏ nè. Đó, cả nhà thấy lửa chấm đỏ không? Đó, bán chuẩn cây đàng hoàng nha. Hình số 24 cây bờ ráp 130k bao ship. Hình số 25 sơn thủy tiên, cái chậu lớn luôn cả nhà. Hình số 25 sơn thủy tiên. Đó, chậu lớn rễ cơ, rễ thôi khỏi các bạn ăn xuống tới đáy luôn. Mầm gốc lớn luôn rồi nè. Là chuẩn bị nhảy mầm, chuẩn bị cho hoa luôn.
thôi bán gì rẻ cho cả nhà làm sưu tầm cho nó dễ bán cho nhanh. 180k bao ship. Sơn thủy tiên hoa thơm có các bạn đó, hình số 25, hình số 26 là cây nãy quên cho cả nhà thêm vũ nữ hoa màu vàng này đang hoa chứ quá trời luôn, nãy qua đi ngang biết cả nhà thấy không biết. Thằng này thì hoa nó màu vàng nó, cái họng của nó ở trong thì lưỡi màu đỏ đó, tuy nhiên thì hoa nó không có thơm nha cả nhà. Cái này mình bị người ta bán hàng nhà vườn lớn bán mà không thiệt tình cả nhà, mình lấy những cái dòng hoa thơm mà mình không có lấy những dòng hoa màu vàng. Hiện tại bây giờ nó chuẩn bị nụ hay gì nè. Mấy cây này về là cả nhà mình nó xuyên hoa sai hoa dữ lắm, hoa thì sai màu bền hoa, cả nhà mình về là chê hoa quanh năm luôn đó, chê hoa quanh năm luôn nha đó. Hoa màu vàng thì ai ưng thì vô chốt 130k bao ship một chậu, trồng hoàn chỉnh cho này, trồng từ cái bót lên đó, cái bót nó xíu xiu gì nè, chứ không phải là trồng mà cái cây này đâu, cái bót nó xíu xiu và cái cây cái thằng già kia nó tự hoại tử luôn rồi. Hình số 16 ấy, hình số 26 hình số 26 vũ nữ hoa vàng ông đỏ nha, hoa sai hoa và cành hoa nó dài lắm, sai hoa quanh năm luôn à. Cái củ nó bự bành kia chưa, nhà vườn lớn mà làm ăn không uy tín mình nghỉ chơi luôn rồi. Mình là tại mình lấy số lượng nhiều mà họ chơi họ bán cho mình có một loại này luôn á cả nhà, mình không có lấy loại này đâu, để những dòng hoa thơm để bán chứ cái loại này nhiều người ta có rồi, nhưng mà lỡ rồi thì đâu có nói gì được nữa, lỡ chồng cho mày tới thời điểm này là 8-9 tháng rồi, bây giờ bán luôn, ai chốt được thì chốt. 130k bao ship. Hình số 26, hình số 27 là một cái chậu dáng hương đuôi sóc cây lớn không, quá trời cây luôn rồi nè, 7-8 cây gì đó, 7 cây chậu phi 20 lùm luôn, cây lớn không đó, 230k bao ship cho cái chậu dáng hương đuôi sóc nặng chịch. Hình số 27, hình số 28 là quế tím đó, trái của nó luôn nè, thấy không, cây lớn ngầm hoa cũ là chi chích luôn, thấy không này, cây nào cũng có ngầm hoa cũ chi chích hết. Quế tím hoa màu tím hoa thơm, 150k bao ship. Hình số 28, hình số 29 cũng là quế tím đó, cái này thì nhỏ cây hơn chút mà nó nhiều cây đó, ai thích nhiều cây vô chốt, nó dẫn cho hoa bình thường thấy không, ngầm hoa cũ này chi chích luôn, cây nào cũng vậy nha nè, ngầm hoa cũ chi chích luôn thấy không, đây em vậy là thấy không, ngầm hoa cũ chi chích luôn. 150k bao ship. Hình số 29, hình số 30 kiều vuông hay còn gọi là thủy tiên trắng nè, cái này chuẩn bị hoa, cái này chuẩn bị hoa, này chuẩn bị hoa nè, thân tơ không đó, thân tơ nè, thân tơ nè, cái chậu này hầu như là thân tơ không, và đây cây nhỏ này cũng thân tơ nè, này cũng thân tơ nè, này cũng thân tơ nè, cái này thân tơ nữa nè đó. 150k bao ship cho hình số 30. Hình số 31 là một con trâu chuẩn gần buôn đôn, trâu buôn đôn thì ở đây mình bán ngày đó giờ là trâu buôn đôn là chủ yếu nha đó, trâu buôn đôn thì nó thơm không có con trâu nào qua. Cả nhà mình nhìn giùm mình cái cánh tay nha, tới cùi chỏ luôn đó. Những cái con này thì bồi hoa nó cực kỳ dài luôn, cái con này là dáng thân dừa, cả nhà mình nhìn cái gốc nó già nè, cái ngọng hoa cũ nè, thấy không, ngọng hoa cũ của nó là trước chi chích luôn nè, thấy không, nguyên hàng bên đây là nguyên hàng bên đây luôn nè, thấy không, chi chích luôn, rễ thì khỏi các bạn nha đó. Đây đó nè, con này là một cái con lớn, lá chấm tím, bản lá dày cứng, về cả nhà mình cho nó ăn nắng sẽ lên sập chỉ rồi nè, à, nó sẽ lên sập chỉ là đẹp kìa. Cái này là chấm tím nha, chấm tím thì hoa nó sẽ đậm chứ không, nó không có bị gì hết nha, cái lá nó là chấm tím chứ nó không bị. Còn cái này là mình cố định vô cái lúc ban đầu mình, tại mình trồng mình cố định vô đang cho nó chắc chắn, khi nó ra rễ nó bám là nó không có bị lung lay nha, chứ không bị gì cho ăn về thời gian nữa cả nhà, mình tháo nó ra đó, về cả nhà là về thời gian đó tháo nó ra. Hình số 31, 180k bao ship, một con trâu chuẩn gừng muôn đôn. Hình số 32 cũng là một con trâu chuẩn gừng muôn đôn đó, thì hàng gừng không có tránh khỏi lỗi lá gì nha đó, cả nhà mình nó hàng gừng không tránh khỏi lỗi lá gì, những cái con mà lá dài gì còn hoa nó dài lắm đó, dễ cả nhà mình khỏi lo luôn, bắt đầu nó ra tua tủa rồi đó.
150k bao ship cho hình số 32 đó. Con này hình số 31 nè, 180. Hình số 33 là cũng một con trâu chuẩn cừu môn đôn, một cái con trâu cả nhà mình nhìn nè, cái lá vàng ôm luôn, sọc chỉ nè, về cho ăn nắng nó dày, lá nó lên sọc chỉ nè. Dòng trâu môn đôn mà lá cứng ngắt nè, cả nhà thấy dài dài chứ lá cứng ngắt nè, thấy không? Hàng gần không chính khỏi lo lá gì đâu. Đó, cái con này cả nhà mình nhìn ngọng hoa cũ nè, một ngọng nè, một bông nè, bên đây bông là hai bông nè, đó, bên đây bông nó ba bông, bên trên đây bông nó là bốn bông nè. Đó, một con mà cho bốn bông dễ ăn cứng chậu xuống chậu luôn rồi. Đó, con này là đẹp tuyệt vời luôn. Đó, 180k bao ship trâu môn đôn tết cho hoa. Đó, cho hình số 33, hình số 34, hình số 34 là một cái chậu kiều dẹt, rễ cứng chậu luôn. Ở nhà nhìn rễ nè, ăn cứ ngắt cái chậu ăn ở ngoài đây luôn rồi, mầm gốc lên nè, đẹp chưa, kiều dẹt. Đó, vậy cả nhà làm giống nha, 130k bao ship, hình số 34, hình số 35 là hai con trâu chuẩn gừng mua đôn, cực kỳ đẹp. Này ngọng hoa cũ của nó nè, dài sọc luôn, thấy không? Nói chung con nào không có ngọng hoa cũ hết chứ, không có con nào mà nó không chuyển thành hết chứ. Đó, tại ở trong gừng thì không có sự chăm sóc cho nên nó nhìn không có đẹp mắt không. Hàng gừng thì nó không tránh khỏi trường hợp lỗi lá sâu gì đó. Đó, cho nên đó, mình bán cái này thì trước giờ mình bán cũng nhiều rồi. Đó, trâu gừng buôn đôn, chuẩn gừng buôn đôn luôn, 180k bao ship cho hình số 35. Hình số 36 là một cái về chốt trâu rồi về tết ngắm hoa nè. Hình số 36 là dáng hơn rẽ quạt về tết ngắm hoa nha, dáng hơn rẽ quạt là hoa tết. Tại cái loại này nó nhỏ con chứ không phải là nó nhỏ nha cả nhà, tại nó nhỏ con chứ không phải nhỏ nè. Ngọng hoa cũ nó cho trái luôn nè, thấy cái cây nhỏ xíu không, cho trái luôn nè, tại cái loại nó nhỏ con nha chứ không phải là nó nhỏ đâu. Nó ngọng hoa cũ chi chích luôn nè, nè ngọng hoa cũ chi chích luôn nè, thấy không? Bên đây cũng vậy nè, thấy không, chi chích luôn, bên cây bên đây cũng vậy nè, thấy không? Đó, rễ ra khỏi bàn luôn nha. Hình số 36, đó, hình số 36, 180k bao ship, dáng hương môi quạt, dòng này hoa thơm mà hoa đẹp. Hình số 37 cũng là dáng hương môi quạt, đó, 180k bao ship, hình số 37 cây ship cực kỳ đẹp. Hình số 38 là một cái chậu dáng cái chậu dáng hương Mỹ Dung. Đó, dáng hương Mỹ Dung nha. Tuy nhiên cây này cây nhỏ nhưng mà vẫn cho hoa bình thường. Cây nhỏ thì cái bộ hoa nó ngắn thôi. Về nhà cả nhà mình chăm nó lại. 100k gộp đơn. Đó, 100k gộp đơn nha. 4 cây nhỏ. Nhỏ thì mình nói nhỏ nha. Ai ưng thì vô chốt 100k gộp đơn. Cho hình số 38. Hình số 39 cũng là Mỹ Dung Gia Hương. Chậu này có 5 cây. 5 cây lớn lá xếp. Tuy nhiên nó có một cây này nó bị mắc cái đọt rồi. Về cả nhà mình chăm thời gian nó sẽ nảy lên cái đọt khác. Nha. Đó, 180k bao xếp. 5 cây, 5 cây lớn. Mỹ Dung Gia Hương cây xếp. Đẹp không đó. Bộ hoa cũ nè. Chi chích luôn. Đó, hình số 39 Mỹ Dung Gia Hương 180k bao xếp. Hình số 40. Số 40 là một cái chậu Bạch Ngọc Hải Âu hoa Tết nha. Bạch Ngọc Hải Âu thì sổ dầm mùa xuân, nhưng mà tùy theo cái khí hậu ở vùng miền thì nó sẽ ấm áp thì sẽ sổ ngay Tết. Bạch Ngọc Hải Âu, hàng nguyên bản không đó, đẹp tuyệt vời luôn. Đó, 100k gộp đơn giùm mình nha. Bạch Ngọc Hải Âu, cây lá xếp lá ngắn không? Cực kỳ đẹp. Bạch Ngọc Hải Âu, hình số 40. Hình số 41 là một cái chậu lông tu sân. Đó, lông tu sân cái này về chăm thời gian mầm gốc nữa sẽ lên tu tổ luôn, bắt đầu lên nhú mầm gốc tiếp nè, thấy không? Rồi, chăm thời gian nữa nó sẽ nhú mầm gốc thêm nữa, tu tổ luôn thành cái chậu lùm luôn. Thì sổ hoa không là mấy cái thằng này nè, tết nè, thằng này là 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 và sẽ thằng này nữa nè, nó sẽ sổ hoa. Còn mấy cái thằng vàng vàng này là nó sẽ là thằng già nha. Đó, còn mấy thằng này thì chưa đâu,
thấy nó vậy nó tết không sổ đâu, sổ không là mấy thằng này nè, nó mấy thằng này nè, thằng này nè, thằng này, thằng này nè, 130k bao ship đó, gần số 41, hình số 42, hình số 42 là hoàng thảo hắc mau, hoa thì nó đẹp mà nó thơm khỏi phải bàn luôn, hoàng thảo hắc mau, cây lớn bành bung luôn đó, đẹp chưa, mầm gốc đầu lên thêm nữa nè, cái mầm gốc nào nó lớn luôn rồi, thấy không, rễ nè, và đặc hữu của rừng con tôm đây đó, rễ thì khỏi phải bàn luôn. Giờ chuẩn bị nhú mầm nữa, nó đen đen cái là mầm đó đó, chứ không bị gì đâu, tại cái lỗi của nó là cái mầm nó nhú là nó đen vậy đó, nó giống giống như nhất điểm hồng này, nguyên cái bụi lớn luôn đó, nguyên cái bụi lớn luôn nha, 180 ga bao ship, hoàng thảo hắc mau và hình số 41. Đấy, hình số 42 hình số 42 nha, hoàng thảo hắc mau hình số 42, 180 ga bao ship, hình số 43, số 43 là kiều vàng đó, chuẩn bị hoa nha, chuẩn bị về cái nhà mình kích chơi hoa tết, kiều vàng rễ thì cứng chậu rồi khỏi phải lo, mầm gốc lên nè, 150 ga bao ship, có chậu một chỉ nhất, hình số 43, hình số 44 cũng là hình cuối cùng đó, hình số 44 là cái quế tháng 8, một cái về 4 ngọn cực kỳ đẹp, rễ nè, ăn vô chậu luôn, ăn ra ngoài bám vô đây luôn, chẻ ra ngoài luôn đó, quá trời cực kỳ đẹp, 230k bao ship, hình số 44 cũng là hình cuối cùng. Rồi hôm nay Hoa Lan Thơ có một số hàng gửi đến cho các chú anh chị sưu tầm, các chú anh chị mình thì nào chốt bên đó liên hệ mình qua số điện thoại 0766837766, cũng là số Zalo, kết nối Zalo đặt hàng dễ hơn. Cả nhà mình ai xem video chưa bấm nhiều nút đăng ký kênh, bấm nhiều nút đăng ký kênh như bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.